Ở tỉnh Quảng Ninh có một vùng đất của điện và than, đó là thành phố Uông Bí. Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, hôm nay một thành phố Uông Bí tươi đẹp đang hiện hữu và tiếp tục đi lên từng ngày, xóa đi ký ức của một thời vất vả cực nhọc. Ngày 28 tháng 10 năm 1961, thị xã Uông Bí được thành lập theo quyết định số 180 CP của Hội đồng Chính phủ. Ngay từ khởi đầu ấy, Uông Bí đã là một hạt nhân công nghiệp của than và điện. Năm 1964, tỉnh Quảng Ninh phải đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Trong đó, Uông Bí là một trọng điểm. Quân và dân Uông Bí đã anh dũng, vừa chiến đấu với quân thù, vừa ngày đêm đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất. Mặc dù tần suất các đợt máy bay địch ném bom bắn phá rất ác liệt, song cán bộ, nhân dân thị xã Uông Bí vẫn hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965. Trong giai đoạn này, một vinh dự to lớn với đảng bộ, chính quyền, quân dân thị xã. Đó là ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ năm 1965, Bác Hồ đã về thăm, động viên cán bộ, quân và dân Uông Bí. Bác căn dặn, hiện nay nhà máy điện Uông Bí và mỏ vàng Danh đều là những xí nghiệp vào loại to và hiện đại nhất của nước ta. Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Sự quan tâm của bác là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Uông Bí tiếp tục hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch. Cái thời kỳ chiến tranh thì phải nói là nó tuyên bố là nó sẽ hủy diệt cái dòng điện. Cho nên là nó đánh vào nhà máy không biết bao nhiêu lần, đến thậm chí cụt cả ống khói. Lực lượng nhà công nhân phục vụ cho nhà máy ấy, tinh thần rất là bình tĩnh. Nó đánh thì ta sửa, nó đi ta lại làm. Nói đúng mà nói lúc đó cũng có cái chuyện tính toán vấn đề thiệt hơn gì cả. Chỉ tất cả là vì sản xuất thôi, vì vấn đề dòng điện thôi. Tinh thần mới khí thế những cái năm tháng ngày xưa đấy, thì thường xuyên đưa ra chiến dịch 120 đêm của 4 tháng cuối năm, vì ngành than chúng tôi thuận lợi chủ yếu về mùa khô. Chiến dịch như vậy nối tiếp các chiến dịch thì anh em thợ mỏ chúng tôi trưởng thành qua các chiến dịch, luôn luôn vươn lên không ngừng, đều trở thành những người bậc thợ cao yêu ngành mỏ đến bây giờ. Từ năm 1965 đến năm 1975, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Uông Bí vừa duy trì sản xuất, vừa chống trả chiến tranh phá hoại của Mỹ. Quân và dân Uông Bí đã tạo nên cao trào cách mạng rất đỗi tự hào, là một trong những địa phương đi đầu chủ lực của tỉnh Quảng Ninh, phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã mang tới làn sóng cách mạng mạnh mẽ trên vùng đất Quảng Ninh. Đảng bộ thị xã Uông Bí đã bám sát triển khai có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh ủy Quảng Ninh, đưa sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của địa phương nhanh chóng phát triển. Ngày 25 tháng 2 năm 2011, Chính phủ ban hành nghị quyết số 12 NQCP về thành lập thành phố Uông Bí trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là giai đoạn kinh tế xã hội của thành phố Uông Bí có sự chuyển dịch mang tính đột phá. Việc thành lập thành phố Uông Bí là ý đảng lòng dân. Việc thành lập thành phố Uông Bí không phải chỉ là ý chí, là quyết tâm của Trung ương xuống đến tỉnh, xuống đến thị xã. Mà đây còn là mong muốn, là ước nguyện của nhiều thế hệ trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc của thị xã. Hướng tới một đô thị giàu đẹp văn minh và một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Kể từ năm 2011 đến nay, thành phố Uông Bí đã có bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Triển khai thực hiện các chủ trương, các nghị quyết của tỉnh ủy, của thành phố đã phát huy trí tuệ, sự năng động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo nên cuộc đổi mới toàn diện và mở ra những dư địa phát triển mới. Các trụ cột kinh tế của Uông Bí là than và điện ngày càng vận hành theo hướng công nghệ cao, xanh, sạch trên lộ trình chuyển đổi từ nâu sang xanh. Nhà máy nhiệt điện Uông Bí đã có tròn 60 năm vận hành, hòa chung dòng điện lên lưới. Trong quá trình đó, nhà máy lần lượt mở rộng, nâng công suất từ 24 MW lên 48 MW, lên 153 MW
lên 330 MW và đạt tổng công suất là 630 MW như hiện nay, đảm bảo cung ứng lượng điện 4 tỷ kWh trên năm. Tập thể cán bộ công nhân các thế hệ của nhà máy luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các kế hoạch được giao, đồng thời cùng quân và dân Uông Bí tích cực chiến đấu, bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhà máy đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 1973, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1998. Hiện nay, công ty nhiệt điện Uông Bí luôn nỗ lực sản xuất điện với mục tiêu an toàn, chất lượng, hiệu quả, phục vụ cho nền công nghiệp và đời sống xã hội của nhân dân. Với mục tiêu năm 2023, đơn vị đạt tổng sản lượng điện là 3,9 tỷ kWh. Tính đến hết tháng 9 vừa qua, đơn vị đã đạt gần 3 triệu kWh, vượt kịch bản tăng trưởng. Sau 60 năm đi vào hoạt động, tổng sản lượng điện đóng góp cho hệ thống điện quốc gia của nhiệt điện Uông Bí là gần 90 tỷ kWh, nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng trên năm. Sự phát triển của nhiệt điện Uông Bí góp phần làm rạng rỡ thêm một Uông Bí vững mạnh và phồn vinh. Đối với Than Vàng Danh, trên chặng đường gần 60 năm phát triển của mình đã ghi dấu ấn bước chân của trên 2 vạn thợ mỏ hội tụ đến từ mọi miền đất nước, đã khai thác trên 70 triệu tấn than và đào mới trên 800 km đường lò, được đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, được nhận thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, được Chính phủ tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc. Những năm gần đây, Than Vàng Danh đạt sản lượng ổn định hơn 4 triệu tấn trên năm. Riêng năm 2022, Than Vàng Danh đạt sản lượng trên 4 triệu tấn, doanh thu trên 6.000 tỷ đồng, vượt gần 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2023, các thông số về doanh thu bán hàng, lợi nhuận trước thuế, sau thuế của công ty tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2022. Sự phát triển của Than Vàng Danh đã góp phần không nhỏ vào tổng thể phát triển của thành phố Uông Bí. Di tích danh thắng Yên Tử đã trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của quốc gia, vươn tầm quốc tế. Yên Tử là khu di tích danh thắng gắn liền với cuộc đời tu hành của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Thành phố đã trùng tu tôn tạo, tái hiện đầy đủ về tinh thần và kiến trúc của một trung tâm Phật giáo Việt Nam. Nhiều dự án du lịch dịch vụ được triển khai đã khiến Yên Tử từ chỗ vắng người qua lại, đến nay đón hàng triệu lượt người mỗi năm. Từ chỗ vô danh đã lần lượt được công nhận là di tích quốc gia năm 1974, di tích quốc gia đặc biệt năm 2012 và hiện đang trong lộ trình trở thành di sản thế giới. Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm là doanh nghiệp đầu tư tại Yên Tử. Hàng loạt các dự án như các tuyến cáp treo, bến xe, hệ thống hạ tầng dịch vụ, đặc biệt là đại dự án Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử với 11 hạng mục thành phần, trong đó có Legacy Yên Tử. Tổng giá trị đầu tư của Tùng Lâm tại Yên Tử đến nay là trên 2.500 tỷ đồng, đã tạo cho Yên Tử một vẻ đẹp hùng vĩ, hài hòa giữa lịch sử và hiện tại, giữa thiên nhiên và con người, tạo nên một khu du lịch tâm linh có sức hút mạnh nhất. Chúng tôi nhớ lại là những năm 2000-2001, khi mà chúng tôi đang chuẩn bị xây những hệ thống cáp treo đầu tiên từ khu vực chùa Giải Oan lên Hoa Hiên với công suất chỉ có 750 khách một giờ thôi. Và cho đến thời điểm này thì chúng tôi như vậy là đã xây dựng được tới 4 hệ thống cáp treo hiện đại tại Yên Tử. Chúng tôi đã gặp được những người mà thiết kế rất có tầm, họ thiết kế cho Yên Tử. Và chúng tôi thấy rằng là bên cạnh công ty Tùng Lâm thì chúng tôi cũng có một cái cộng đồng những người yêu Yên Tử luôn nhất tâm phát triển cho Yên Tử. Chúng tôi vẫn tin là các cái giá trị của Yên Tử sẽ được UNESCO vinh danh. Cùng với Yên Tử, Uông Bí còn có nhiều điểm nhấn du lịch như Chùa Ba Vàng, Phổ Am, Thắng Cảnh Lượng Xanh, Quảng trường 25 tháng 2, Hồ Yên Trung, Đỉnh Phượng Hoàng, tạo nên bức tranh du lịch bốn mùa đa sắc màu hấp dẫn du khách. Than, điện, du lịch phát triển kéo theo một loạt ngành nghề, lĩnh vực, hoạt động sản xuất cơ khí, chế biến chế tạo, vật liệu xây dựng, dịch vụ mỏ của thành phố Uông Bí phát triển, tạo nên sự chuyển động toàn diện của nền kinh tế Uông Bí những năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Uông Bí nhiều năm qua luôn đạt hai con số. Năm 2022 là 12%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm công nghiệp xây dựng và nông lâm thủy sản.
thu ngân sách nhà nước hàng năm cơ bản đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 3 năm từ 2020 đến 2022 đạt trên 11.000 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 7,1% so với dự toán tỉnh giao. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 9.000 đô la Mỹ trên một người, tăng bình quân 7,5% trên năm. Năm 2023 đang phấn đấu đạt 10.000 đô la Mỹ. Hiện nay kết cấu hạ tầng Uông Bí được đầu tư theo hướng đồng bộ, hạ tầng đô thị được đầu tư khang trang và hạ tầng du lịch có bước tiến quan trọng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầy đủ. Giáo dục là điểm mạnh của thành phố khi sớm đạt và duy trì 100% các trường công lập từ mầm non đến trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 71,7% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hết năm 2022, Uông Bí không còn hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo của Trung ương. Hết tháng 9 này, Uông Bí hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, đột phá, Uông Bí liên tục là địa phương nằm trong top dẫn đầu toàn tỉnh về xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính, cạnh tranh cấp tỉnh, với nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực hiệu quả. Hiện toàn thành phố có trên 700 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt gần 4.800 tỷ đồng trên năm. Như vậy, cứ 1 đồng vốn ngân sách đã thu hút được 10,4 đồng vốn từ các nguồn ngoài ngân sách. Sản xuất nông nghiệp thành phố có nhiều bước phát triển mới, hướng tới nền sản xuất công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân phong phú đa dạng. Một diện mạo đời sống văn hóa mới, lành mạnh văn minh đã từng bước được hình thành và phát triển. Giai đoạn hiện nay, Uông Bí được hoạch định phát triển theo quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã xác định Uông Bí sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ, trung tâm y tế và đào tạo của tỉnh Quảng Ninh, là đô thị có vị trí quan trọng của vùng phía Tây tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Uông Bí của tương lai sẽ là khu phức hợp đô thị, công nghiệp công nghệ cao gắn với khu kinh tế ven biển Quảng Yên, góp phần đưa ngành công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao của tỉnh phát triển. Các doanh nghiệp khai thác than trên địa bàn thành phố cùng với ngành than trong toàn tỉnh góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Khu di tích đặc biệt quốc gia Yên Tử sẽ góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đưa Quảng Ninh trở thành đầu tàu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế. Khu đô thị đại học tại phường Nam Khê với trường Đại học Hạ Long và các trường đại học cao đẳng vệ tinh sẽ biến Uông Bí thành trung tâm giáo dục của tỉnh, đưa tỉnh Quảng Ninh vào nhóm 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về trình độ nguồn nhân lực chất lượng cao. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển được mở rộng nâng cấp, biến Uông Bí thành trung tâm y tế, góp phần để Quảng Ninh luôn đảm bảo tốt nhu cầu chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thị xã Uông Bí, nay là thành phố Uông Bí, ra đời gần như cùng với sự ra đời của tỉnh Quảng Ninh. Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, luôn là một thành tố quan trọng của dòng chảy mãnh liệt mang tên Quảng Ninh. Với hành trang về truyền thống lịch sử văn hóa, về các giá trị tinh thần, về các tiềm năng cơ hội nổi trội, hiện đang trên đà phát triển năng động và bền vững, thành phố Uông Bí tin tưởng vào tương lai tươi sáng của địa phương sẽ có đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh thực sự kiểu mẫu, giàu đẹp và văn minh. Nhìn lại chặng đường hơn 60 năm hình thành và phát triển của thành phố Uông Bí, người dân Uông Bí, người dân Quảng Ninh đều dâng trào niềm tự hào. Những gì 60 năm qua mà thành phố Uông Bí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh đạt được thực sự là kỳ tích, mà giá trị của nó còn được kế thừa, phát huy trong lâu dài. Với quyết tâm chính trị cao và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Uông Bí đang nỗ lực hành động xây dựng thành phố Uông Bí trở thành đô thị xanh thông minh, hiện đại, năng động và phát triển bền vững, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại.